Này đầu tiên này, mình sẽ cầm đồng xu nhá. Bạn nhìn thấy nhá. Này, nhìn này. Mình sẽ làm cho cái đồng xu Ôi, nó chui vào bên trong như thế này. Các bạn có thể nhìn thấy là hai cái đồng xu nó hoàn toàn chui vào bên trong. khoái thế. Thế nó mới kinh nhỉ. Em còn chưa kịp nhìn thấy gì hết. Đấy, đấy đúng rồi, ấn phải ấn khó đập chịu thật mạnh ấy. mà, thì nó sẽ vào đấy. Ấn vào gì nhỉ? Bây mình bảo này, bây hai bạn hãy để nó gần nhau như thế này. Đấy, đấy chưa? Ba tép và quân gì nhỉ? Hai cơ. Hai cơ đúng không? Nhìn nhá, mình sẽ làm chúng nó đổi vị trí cho nhau. Nhìn nhá. Em ơi, cái gì đấy? Sao lúc nào cũng sao tỏa khói đấy. Bây giờ các bạn đi từ từ nhắc cái con bài các bạn lên. Ôi. Đấy. Không, không cầm Rõ ràng là vừa nãy chú đang cầm đúng không?